Anh em thường hỏi rằng H300i đến từ Ý thì có loại vỏ nào đến từ Ý và gai đẹp mê ly hay không? Cùng Nhật xem thử 300i này gắn vỏ nào ha. Về ở H300i cũng như là 350 thì anh em biết rằng cái thông số vỏ nó sẽ khác với lại thông số vỏ của H125, 150, 160 cũng như là thông số vỏ H-Ý khác nhau rõ ràng đúng không anh em? SH300i hoặc là 350 á, thì nó sẽ là 110, 70, 16 cho bánh trước và 103, 70, 16 cho bánh sau. Cho nên là sẽ hạn chế về những mã gai khá là nhiều. Tuy nhiên thì có nhiều thông số vỏ, có nhiều thương hiệu vỏ ở trên kệ vỏ của mình. Thì việc khó đó có số hai bánh lò nha anh em. Như vậy thì với nhu cầu nè, vỏ là phải đến từ Ý và gai là phải đẹp mê ly. Vậy thì với cái mã gai Pirelli Angel Scooter này, anh em thấy nó có đủ hợp nhãn cho anh em mình thay cho các dòng xe SH300 hay là 350 hay chưa? Với mã gai này thì anh em vẫn có thể chọn được cho các dòng xe SH125, 150, 160 và SH-Ý luôn nha. Thì thông số nó sẽ nhỏ lại. Tuy nhiên thì anh em có thể thấy, thứ nhất là những cái gai đẹp, khách hàng luôn chọn những gì đẹp để lên xe mình đúng không? Thì mẫu gai này nhìn nó kiểu như giống như cánh phượng hoàng vậy anh em. Nhật thì Nhật thấy vậy, cũng như là những cái rặn gai có hình xấm xét nhỏ, rồi rảnh gai dài chéo như vậy, giúp việc thoát nước cộng với lại là vỏ Pirelli đến từ Ý và sản xuất ở Indo, để anh em có thể an tâm hơn về chất lượng vỏ cũng như là thương hiệu vỏ quá nổi tiếng đúng không anh em. Cùng với chất lượng vỏ Pirelli Angel Scooter thì anh em có thể thấy rằng cao su nó là một cái foam nó vừa tròn mà nó vừa bè ha. Anh em thấy cái cạnh này nó vừa tròn vừa bè, nó cân đối cho những dòng xe mà cái trọng lượng xe nó nặng giống như H350. Khi anh em đi trên đường trường á, thì những cái khoảng giữa này nó sẽ giúp xe mình lướt tốt hơn, cộng với lại á, những khoảng hai bên này đó, anh em thấy nó bè ra ha. Thì cái việc vào cua của mình, hay là những cái việc mà đảo mình đi những đường gồ ghề á, nó sẽ đảm bảo chắc đầm con xe mình hơn đối với những xe mà trọng lượng nặng giống như H350 hoặc là 300 này. Thì từ đó anh em mới đưa ra sự lựa chọn đẹp nè, thương hiệu nè và công năng dành cho con xe H300 và 350 của mình rồi đúng không? Tuy nhiên thì sẽ có nhiều anh em vẫn muốn chọn lại những cái thương hiệu vỏ zin theo xe giống như vậy đó. Cao su của vỏ zin trên xe thì cũng đạt chuẩn rồi, đạt chuẩn như anh em ai đã chạy những dòng xe ga lớn cũng biết. Nhưng mà đối với Pirelli thì gai nó sẽ đẹp hơn, sâu hơn, cộng với lại những công năng mà Nhật vừa mới kể sẽ giúp con xe của mình có những hành trình đi nhẹ nhàng và bước xe hơn. Đó là những gì vỏ. Còn về những cái thao tác của thợ thì những dòng xe này quá quen thuộc với thợ mình rồi, thì hàng ngày thay biết bao nhiêu vỏ cho những dòng xe khác cũng như là những dòng xe ga lớn hay là phần khối lớn đều có tại vị trí xe hơi bánh mình. Đã lâu rồi thì Nhật cũng không lên những clip về những dòng ga lớn hay là phần khối lớn thay vỏ cho anh em xem đúng không? Cho dù là xe nào đi nữa ha, xe ga nhỏ, ga lớn hay con tay thể thao hay xe số đều được hỗ trợ thay vỏ với những máy ra vô vỏ chuyên dụng ở tất cả chi nhánh đều được trang bị, kèm với những cao su bảo vệ viền mâm ha, chấm trầy xước hay là chốc màu sơn của anh em. Còn về lý do thay thì Nhật chia sẻ với anh em rất là nhiều ở những dòng xe phổ thông rồi. Tuy nhiên thì những dòng ga lớn á, khi mà cái trọng lượng xe nó nặng như vậy, nếu cái vỏ mình chỉ là mòn cơ bản thôi thì chắc chắn rằng anh em sẽ có những cảm giác lái nó rất là khó chịu, nó nặng tay lái đúng không nè. Ai mà đi dòng ga lớn sẽ biết. Ví dụ như cái vỏ này thì anh em vẫn có thể thấy được cái độ mòn của nó ở phía trên đỉnh này. Đó, nó nhấp nhô phía trên đó anh em. Trên này ha, nó nhấp nhô phía trên thì anh em có thể để ý kỹ. Thì như vậy á, là làm con xe mình nó đảo rất là khó chịu khi mà trọng lượng nặng rồi. Cộng với lại những cái đường rạn nứt nè. Cái vỏ bestseller này theo xe á, thì chắc chắn là cao su nó gọi là cao su cứng. Ở đây anh em có thể thấy vết rạn nứt ở đây ha. Đó, có rạn nứt cái vỏ này luôn. Cùng với vì lý do gì nữa mà khách thay anh em. Ở trong này thì Nhật thấy được một lỗ vá đây anh em. À đây ha, mình có thể thấy được một lỗ vá kèm với lại một lỗ vá lụi nữa. Vậy thì có nghĩa là thí dụ như vỏ này nó sẽ có nhiều hiện tượng. Một đó là làm đảo lắc tay lái của anh em vì trọng lượng xe nặng mà cái vỏ đã mòn một phần nào đó. Thứ hai nữa là đã vá lụi rồi thì cái việc giữ hơi nó sẽ không kín, làm cho anh em khó chịu khi sử dụng xe. Cũng từ những lý do đó mà khách hàng này thay vỏ và chọn vỏ Pirelli Angel Scooter với mẫu gai đẹp hơn nè, chất lượng cao su vừa đủ không quá cứng ha, chất lượng cao su vừa đủ không quá cứng, cũng như là những cái thương hiệu mà khách hàng tin tưởng để mà thay vào cái vỏ cho xe SH300 của mình. Từ những việc mà tay nghề thợ thuần thục nè, cũng như là những máy móc chuyên dụng hỗ trợ cho công việc làm của thợ, và những cái phụ gia, những cái chất để làm bôi trơn để cho cái việc mình bơm vỏ nó bung đều hơn luôn được nghiên cứu để mang đến sự hài lòng của khách hàng. Kèm theo đó anh em ơi, khi thay vỏ để vỏ bền hơn hay đi êm hơn thì luôn sẽ được bơm lại đúng áp suất vỏ thì để anh em có thể mà mình trải nghiệm cái vỏ mình đi bền và êm nhất.
Như vậy thì cũng đã hoàn thành MHH300 gắn vỏ Pirelli đến từ Ý, sản xuất tại Indo, thông số 13716 cho SH các dòng 300 và 350. Thì anh em sẽ có nhiều sự lựa chọn khác dành cho SH300 và 350 của mình. Từ trên kệ vỏ khổng lồ của xe bánh mình thì các bạn bán hàng sẽ luôn hỗ trợ tư vấn cho anh em đầy đủ theo những cái nhu cầu của anh em. Ví dụ như gai đẹp, đi đường trường tốt hay đi đường nội ô tốt thì các bạn bán hàng sẽ luôn có kiến thức nắm rõ để mà tư vấn cho anh em phù hợp với cách sử dụng xe của mọi người. Còn về form vỏ của Pirelli khi mà lên mâm của H300 thì anh em có thể thấy được cái sự mà đồng độ của nó ha, không quá bè, không quá bè, và vẫn là cái form ôm tuyệt đẹp dành cho những dòng xe ga lớn của anh em mình. Thì cho dù Nhật thường hay nói á, là anh em làm bất cứ dịch vụ gì ha, đều được hỗ trợ lao lại mặt kính mặt hộ hồ rồi bơm lại áp suất vỏ, thì mình đã thay cái vỏ sau mà nó bơm đúng áp suất rồi thì cũng phải canh lại áp suất vỏ trước để con xe của khách hàng sau khi làm dịch vụ đi nó im và nó bền cái vỏ hơn, cũng như là xe nào có thắng thì sẽ tăng thắng nè, tăng sơn tăng con cho anh em để con em coi sau khi làm dịch vụ về con xe mình sẽ ngon lành và hài lòng hơn. Cái gì cũng vậy, phải hài lòng khách hàng từ sản phẩm tới dịch vụ tới thao tác thợ thì khách hàng mới hài lòng và quay lại, đúng không em? Vì sếp Nhật thường hay dặn rằng không quan trọng là hóa đơn khách hàng là bao nhiêu tiền, mà phải quan trọng là phục vụ khách hàng hài lòng và quay lại thường xuyên với xe bánh. Như vậy là bên xe bánh mình vui rồi ha. Cảm ơn em clip, chào lại anh em, bye bye.